Kính bạch sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Tường, do nhân gì, do duyên gì mà có người tâm chuyên làm điều ác, có người tâm chuyên làm điều thiện, có liên quan gì đến vấn đề tập khí và các kiếp quá khứ hay không, có tác động nào từ ma vương không? Xin cho con được biết, con xin lễ hai sư. Về câu hỏi này thì chắc xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước đi. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây là một câu hỏi lớn và hai câu hỏi nhỏ thôi. Cái câu hỏi là cái hỏi mà đầu trước đó, quý vị, có nghĩa là do nhân do duyên gì mà có người làm điều ác, có người chỉ tâm làm điều thiện. Xin thưa quý vị, cái câu hỏi đầu thì nó rất là dài, nó rất là phức tạp, rất là dài, cho nên là sư sẽ trả lời cái câu hỏi có gọi là tác động của ma vương đó, có nghĩa là họ trả lời một cách ngắn gọn nhất để cho quý vị nắm rõ cái về vấn đề ma vương này. Thưa quý vị, khi mà mình nói mình làm ác làm thiện á, mình đừng đổ thừa cho ma vương. Nếu mà mình nói về ma không á, thì có 5 loại ma. Thưa quý vị, thì nếu mà nó có tác động của ma không thì vẫn có chứ không có, tại vì có 5 loại ma. Thưa quý vị, thứ nhất là ngũ uẩn ma, thứ hai là phiền não ma, thứ ba là hành nghiệp ma, thứ tư là thiên ma, thứ năm là tử thần ma. Thì cái vấn đề mà con ma vương phá mình á, thì Đức Hạnh Tuệ nói trong rất nhiều bài giảng rồi, đôi khi mình phải tự suy xét lại cái phước mình có đủ phước để ma vương á, cõi trời hóa tự tại á, để xuống để phá mình không. Cho nên á, mình nên bỏ đi, mình bỏ qua đó đi. Còn nếu mà nói là bị ma phá thì đúng, có nghĩa là giống như là ở đây là ngũ uẩn ma nè, là sao, tức là chúng ta sanh ra có thân ngũ uẩn này nên mới có sự buồn thương đau khổ, phải mang cái thân đau khổ này mãi mãi làm trở ngại tìm ra lối thoát, đó là ngũ uẩn ma. Hay là phiền não ma, phiền não ma là gì? Phiền não ma là tham lam, sân hận và si mê, là phiền não, là nguyên nhân làm cho chúng ta nhơ đục, là nguồn cội của tội lỗi, làm cho ngưng trệ sự giải thoát và gây ra sự trầm luân. Cái thứ ba nè, cũng ảnh hưởng nè, là hành nghiệp ma. Đây là chỉ sự hành động của ta kiếp trước và kiếp này tạo ra những nguyên nhân gọi là cái nghiệp. Đó. Còn cái thứ tư là chư thiên ma thì sư không nói, mình không đủ phước đâu, mình không đủ phước để chư thiên ma xuống phá mình đâu. Cái thứ năm thì có gọi là có khả năng là có, là tử thần, có nghĩa là có là tử thần ma, tức là sự chết, là sự chết hằng ám ảnh con người, đặc biệt là lúc lâm chung. Lúc ấy tâm người luyến tiếc của cải, lợi danh, tình nghĩa khiến người khổ não vô cùng. Đó, cho nên là sư phân tích khía cạnh một lần nữa, khía cạnh mà gọi là ma, cho quý vị hiểu rõ, đúng không? Còn vấn đề mình, phước mình, một lần nữa sư nhấn mạnh, phước mình không có đủ đẳng cấp đâu, đẳng cấp để ma vương xuống phá đâu. Mà nếu mà nói phá là chỉ có 4 loại ma mà sư, trong 5 loại ma và 4 loại ma mà sư vừa kể thôi. Đó là, chưa nhắc lại, đó là ngũ uẩn ma, phiền não ma, hành nghiệp ma và tử thần ma. Đó đó là cái phần ma xong rồi ha, cho rõ ha. Rồi sư mới quay lại cái câu hỏi đầu tiên là như vậy. Thì cái vị này hỏi là do nhân do duyên gì mà có người chuyên tâm làm điều ác, có người chuyên tâm làm điều thiện. Thưa quý vị, cái câu hỏi này đối với sư nghe, đối bản thân sư, đối với bản thân sư thoạt nhiên á, khi mà nghe đọc qua cái câu hỏi này nè, có người á làm chuyên tâm làm điều ác, chuyên tâm điều thiện, nghe có vẻ nó đơn giản nhưng mà thật sự trong vấn đề này rất là phức tạp. Thưa quý vị, ngay cả cái chữ người này nè, cái chữ người này rất là phức tạp. Bởi vì sao? Bởi vì á là khi mà nói về người á, là có 11 hạng người. Thưa quý vị, 11 hạng người. Mà ở đây á, sư chỉ nói những cái hạng người á, mà tiêu biểu á, cho quý vị dễ hiểu thôi. Là giống như á, tùy theo tâm tục sinh á, mà người á, được phân ra là 4 hạng. Đó là người khổ nè, người lạc vô nhân nè, người nhị nhân, người tam nhân nè. Rồi từ người tam nhân phân ra lại phát sinh là tám thánh nè. Cho nên bây giờ để phân tích một cách mà dễ hiểu nhất á, là bây giờ hỏi là tại sao có người chuyên tâm làm điều thiện nè. Nếu mà nói chuyên tâm làm điều thiện, thưa quý vị, chuyên tâm làm điều thiện nha. Người mà chuyên tâm làm điều thiện, chỉ làm điều thiện thôi đó, là chỉ có người
sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, và người sơ quả, nhị quả, tam quả, tức là ba cái tầng, ba cái bậc thánh đầu đó, bậc thánh diệu lưu hay là bậc gọi thánh tu đà hoàn đó, rồi tư đà hàm và a đà hàm, là các ba cái tầng thánh này là chuyên làm điều thiện rồi. Thì quý vị có thể thắc mắc tại sao lại không nhắc tới a la hán, thưa quý vị, a la hán là dùng tâm duy tác, thưa quý vị, tâm đó không có tạo ra ra nghiệp nữa. Bây giờ không có là không có làm, không có gọi là không thiện không ác, tâm duy tác đó. Cho nên là cho nên tại sao sư ở đây sẽ không đề cập đến bậc a la hán. Rồi cái phần mà chuyên làm thiện nghe sư đã phân tích xong rồi nha. Rồi giải phân tích đấy là lại là cái hạng mà có làm thiện mà có làm ác nữa, đó là phàm phu ha. Phàm phu á, như trong một bài kinh Đức Hạnh Tuệ có dẫn dắt rồi đó, phàm phu thì lại có hai loại nữa: phàm phu tu tập và phàm phu không tu tập. Phàm phu, thưa vị, phàm phu á, mà ở trong một câu kinh đó, câu kinh đó thì Đức Phật mình có nói là: này các tỳ kheo, ở đây kẻ vô văn phàm phu, không thấy các bậc thánh, không hiểu rõ các bậc, không hiểu rõ các pháp bậc thánh, không tu tập các pháp bậc thánh, không rõ thấy các bậc chân nhân, không hiểu rõ pháp bậc chân nhân, không tu tập các bậc chân nhân. Có nghĩa là cái dạng phàm phu này nè, bản chất là họ không tiếp cận được với giáo pháp của một vị Phật toàn giác đó. Thì cái người này nè, là cái người phàm phu này nè, xin thưa là đa phần chứ chung chuyên tâm á, là làm ác đó. Giống như quý vị hỏi đó, hỏi là tại sao là có người chuyên tâm ác. Còn nếu mà phàm phu, thưa vị, phàm phu mà được tiếp cận giáo pháp của bậc toàn giác thì phàm phu đó cũng là một người chuyên tâm để làm thiện. Cho nên một lần nữa sư muốn nhắc cho quý vị biết rõ cái câu này trong pháp cú rất là quan trọng. Thì có một cái đoạn như vậy là mà trong quyển 37 phẩm giai đạo của ngài Lady Sayadaw, ngài cũng có trích dẫn từ cái câu câu này. Ngài có nói là khi mình là còn là phàm phu á, mà nhất là mình chưa tiếp cận được với pháp bậc toàn giác nữa, thì giống như là cái bản chất tự nhiên của nước vậy, là ở trên cao thì chảy xuống thấp, thì tâm của con người vậy đó. Tâm con người, ngài trích trong những pháp cú, pháp cú có nói là tâm con người á, bản chất tâm phàm phu á, không tu tập á, là luôn xu hướng về cái ác. Cho nên một lần nữa trước khi kết thúc cái câu trả lời ở đây á, là để cho quý vị dễ hiểu á, là vì sao mà có hạng người mà chuyên tâm làm ác, chuyên tâm làm thiện. Người mà chuyên tâm làm ác theo đúng nghĩa thì quý vị chỉ có là bậc thánh tu đờ hoàng. Hả? Chuyên tâm làm thiện ra đâu? Một người mà chuyên tâm làm thiện thưa quý vị là chỉ chuyên tâm làm thiện đây nha, chỉ có bậc thánh tu đờ hoàng, tư đà hàm và a đà hàm, đó là chuyên tâm làm thiện nha quý vị nha. Còn hạng phàm phu chúng ta thì có hai hạng: hạng mà không tu tập á, thưa quý vị, là chuyên tâm làm ác, cái điều đó hiển nhiên rồi, tại vì câu pháp cú hồi nãy sư có dẫn dắt á, quý vị biết tâm con người có xu hướng thiên về cái ác, thiên về ác nghiệp nhiều hơn. Còn người á, con người mà gọi là cũng có gọi là có thể chuyên tâm làm điều thiện, thưa quý vị, thì mà đó là người hạng phàm phu mà có được tiếp cận giáo pháp của bậc toàn giác. Cũng xin kết thúc phần trả lời của hỏi. Ở đây á, sư xin trích dẫn một cái bài kinh, kinh Maha Lý, là lúc bấy giờ đó Maha Lý bạch Đức Thế Tôn là: bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm? Này Maha Lý, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Maha Lý, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Maha Lý, do nhân phi như lý tác ý, do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Maha Lý, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Maha Lý, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Bạch Thế Tôn,
do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Thì ở đây tương tự mà chỉ là cái hướng nghịch lại thôi. Tức là đó, ở đây ông Hoàng Maha Lý hỏi Thế Tôn, tại sao y như quý vị đó, tại sao người ta cứ tiếp tục làm thiện mà người ta tiếp tục làm ác? Thế Tôn nói do những cái nhân duyên như thế, tức là do những phiền não của mình. Đừng có đổ thừa, đừng, thứ nhất đừng đổ thừa cho nghiệp, thứ hai đừng đổ thừa cho phi nhân, thứ ba là đừng đổ thừa cho ma vương. Tội nghiệp ma vương lắm. Ma vương bây giờ á, ma vương thì đã cải tà quy chánh rồi, ủng hộ chánh pháp rồi, cho nên là cũng đừng có vu oan cho ma vương, tội nghiệp ma vương. Tức là gì? Do tham sân si, do nhân nó và do duyên đó cho nên chúng sanh làm ác và tiếp tục làm ác. Do tà kiến nè, rồi do không có suy tư hợp lý nè, đó cho nên á, là ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm, người ta tiếp tục làm ác do những vấn đề đó thôi. Còn những người làm thiện á, là do vô tham, vô sân, vô si, suy tư hợp lý và có chánh kiến. Nhờ như vậy đó, người ta làm thiện và tiếp tục làm thiện. Cho nên vấn đề là ở mình. Ngoài ra đó, chúng ta sanh vào thời này thì chúng ta ráng huân tập, ráng tu tập để chi? Để dọn dẹp bớt những cái nhân, những cái duyên khiến cho chúng ta làm ác. Đó là tham, là sân, là si, là phi như lý tác ý, là tà kiến đó. Chúng ta dẹp cái đó đi, rồi chúng ta tu tập dần hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Thì như vậy á, mình sẽ có khuynh hướng làm thiện và mình sẽ làm thiện nhiều hơn. Chúc quý vị an vui. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.